bàn về giao tế ăn mặc. Buổi giảng ở Huệ Châu của Quả Khanh. Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ sằng, thì cách tu này không có tác dụng. Thời xưa, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể ôm nhau. Nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay. Gặp nhau, nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ người này sao mà xinh đẹp thế. Vì luân lý ngày xưa luôn vậy, nam nữ hữu biệt, không cho phép hành xử buông thả. Thời nay thì thế nào? Bạn thấy ngay trên truyền hình, giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, còn tự cho như vậy là thật tuyệt. Đây gọi là không biết xấu hổ. Bởi sự ăn dần hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm, xúi người khởi dục phạm tội. Cho nên bạn phạm tội lớn phải xuống địa ngục rất điên đảo. Còn nữa, nữ vốn để tóc dài, nam để tóc ngắn. Nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài uốn, ép, sấy hay cột đuôi thắt biếm. Còn con gái thì để tóc như con trai. Mấy ông lại mặc y phục qua, nữ mặc màu xám, đen. Hiện tại đa số như thế ngược ngạo cả. Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ. Con gái mặc hở rốn, hở bụng, tỉnh bơ đi ngoài đường. Có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo. Mặc hở hang khiêu gợi như vậy có phải là để nam nhân nhìn thấy ta thì rạo rực, phát cuồng, bùng khởi ham muốn tình dục? Bạn có biết làm vậy là mình đang phạm tội chăng? Bạn có biết ăn mặc vậy sẽ khiến bao nam nhân khởi dục vọng tà niệm? Nam nhân phạm tội là do bạn khiêu gợi tạo thành. Bạn cũng góp phần suối bẫy. Việc phạm tội bạn có biết không? Lúc nghe tôi thuyết giảng, các cô gái ngồi dưới đài đều lộ vẻ xấu hổ. Bởi các cô thuộc con nhà rất giàu, ai cũng ăn mặc đẹp. Đa số toàn mặc hở ngực hở lưng, thậm chí khoe cả bụng rốn ra ngay trước Phật được. Nhưng các cô gái này vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe tôi giảng. Cuối cùng tôi hỏi họ: quý vị biết động vật và người khác nhau chỗ nào không? Dạ có. Tôi hỏi: khác nhau thế nào? Các cô đáp: động vật không biết xấu hổ, còn con người biết xấu hổ. Đúng vậy, động vật mà luyến ái thì con đực đuổi theo cái, bộc lộ dục vọng thẳng thừng. Còn loài người chúng ta thì biết e lệ giữ gìn. Bạn xem, chúng ta hiện nay cư xử dạn dĩ giống như động vật. Theo quan niệm đúng đắn thì phải là con gái luôn biết giữ thân, ăn dần kín đáo, khéo tự bảo hộ mình, không nên khiêu gợi, làm người phát sinh tà niệm. Vì nếu gặp kẻ không tự khống chế được thì họ sẽ xâm hại. Đáng tiếc là thời nay phái nữ ăn mặc càng lúc càng mỏng, ngắn, thiếu giải thậm tệ. Đến nỗi dù đi trên đường lộ hay lái xe vào công sở, nhìn đâu cũng thấy. Buổi sáng các cô nghe tôi giảng rồi thì chiều đó khi đến, tất cả các cô đều thay đổi y phục kín đáo, lịch sự, trang nghiêm. Như vậy đủ chứng minh con cháu chúng ta vốn rất ngoan, chỉ vì không được ai chỉ dạy cho thôi. Bạn chỉ cần chịu khó giải thích thì con cháu mình sẽ hiểu và không thèm ăn mặc lố lăng nữa. Giữ giới là tuân thủ hành những điều tốt cho ta lẫn người khác. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều hành đúng pháp, tất nhiên hợp đạo, ắt cuộc sống sẽ được thuận lợi. Ai sống thất đạo vô đức, tất nhiên phúc chẳng đến cửa. Tuy rằng chúng ta đang sống đây, nhưng thực sự ai cũng phải chết. Song bạn đâu biết lúc nào mình chết và sẽ chết như thế nào. Vì vậy mà sau khi nghe giảng, hiểu pháp rồi thì ráng tranh thủ tu hành. Như thế thì một khi cái chết đến, bạn sẽ không bị rơi vào cõi xấu. Hiện tại dù bạn có tiền, có quyền thế, cũng đừng cho rằng mình luôn có kết quả tốt. Bởi cho dù bạn tốt tính thì cũng không chắc chắn chi. Nếu trong quá khứ bạn từng sát sinh, ăn thịt, tạo rất nhiều nghiệp xấu, hãy tự kiểm xem bạn đã sám hối chưa. Lương Hoàng Sám là bộ sám văn rất hay, rất hữu hiệu. Tôi mong mọi người hãy nương theo sự hướng dẫn trong đây, siêng năng sám hối. Trong Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối, Phật Thích Ca có nói: thời mạt pháp dâm tâm hừng thịnh, mọi người đều xúm nhau quảng bá dâm dục, ngày ngày tán dương dâm. Bạn xem có phải là thời này chăng? Hiện nay ở đâu cũng thấy quảng cáo
từ ngoài đường, phố xá đến báo đài, truyền hình, gì cũng quảng cáo. Nhưng người quảng cáo thường ăn mặc rất hở hang. Hôm kia đi trên đường, tôi đang chờ đèn đỏ thì thấy bốn cô gái bên cạnh mặc y phục hở cả lưng eo. Mốt bây giờ là mặc hở rốn, hở eo, phơi hết bụng ra. Quần hay váy gì cũng cực ngắn, còn mặc tụt xuống thật thấp. Không phải kiểu ăn mặc ít dạ như thế chỉ có tại địa phương này mà khắp nơi. Đa số các vị mặc như muốn phơi thân hết ra ngoài, y phục càng lúc càng mỏng, ngắn cực kỳ. Người thời nay quá chú trọng chuyện phòng the, còn ca ngợi hướng dẫn chỉ bài dâm tà, thậm chí khuyến khích cả việc thủ dâm và cho đó là bình thường vô hạn. Làm vậy tương lai đều sẽ xuống địa ngục. Vì thế người tu phải thanh tâm quả dục, dốc sức đoạn trừ dâm dục. Vì chúng ta là phàm phu nên vẫn còn dâm tâm, nhưng phải lo khử trừ vọng niệm này. Quý vị có thể làm được chăng? Nhiều độc giả xem sách tôi, họ chỉ là những cặp vợ chồng trẻ độ khoảng 20-30 tuổi, đã có con viên mãn, sau hiện nay đều rất thích tu và quyết tâm đoạn dục. Đa số người thời nay ưa săn lùng thuốc tráng dương, cường âm, vì họ muốn làm tân đương tân lang mỗi ngày, nên xúm nhau lo kiếm thuốc săn ngực, chắc chân, bổ chỗ này, bổ chỗ kia. Nữ nhân thì khoái ăn diện hở hang đến mức muốn nam nhân nhìn các cô là khởi dục. Bạn có biết làm vậy là tạo nghiệp ác, sẽ chịu khổ báo đến cho bản thân mình hay không? Lần này khi đến phi trường Thượng Hải chuẩn bị lên phi cơ, tôi nhìn thấy tấm hình cô gái quảng cáo treo trên vách một tòa lầu. Hình cô được phóng to, lớn hơn nhiều so với người thật. Đó là một cô gái tóc vàng mặc bikini. Các ông vừa nhìn thì mắt liền dán chặt vào thân thể cô, chẳng muốn bước đi. Họ đều nghĩ, chà, sao mà bốc lửa bắt mắt quá. Đúng là cô gái này trời cho body đẹp. Tôi vừa nhìn thì cảm giác đầu tiên là cô ta rất đẹp. Nhưng cảm giác tiếp theo là tôi thấy rõ mồn một, cô hiện đang mắc bệnh phụ khoa rất nặng. Nghĩa là sao đây? Bởi vì rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy cô thảy đều dừng chân ngó chăm chăm. Thân thể cô quả như mỹ lệ và quyến rũ. Tại phía trường này ngày nào cũng có đông người đến đây. Các ông vừa nhìn cô thì đa số đều khởi ý nghĩ sằng bậy, dục phát ào ào, bởi cô ăn dần quá hở hang kêu gợi. Chưa hết, sau khi các nam nhân này về đến nhà rồi thì trong óc họ luôn tơ tưởng đến hình dáng bốc lửa của cô, kèm theo là ý tà dâm mãnh liệt. Như vậy rất không tốt. Tôi quan sát tiếp, thấy rõ cô gái này vẫn chưa chết, nhưng hiện đang nằm liệt trên giường, không thể cử động, bởi cô bị bệnh phụ khoa quá nặng. Có lẽ cô sống cũng không làm việc gì bậy, lỗi, chỉ có chụp quảng cáo thôi. Nhưng chính vì cô mặc hai mảnh quảng cáo như thế, vô tình làm hại vô lượng vô biên người, cô đã phạm lỗi, âm thầm gợi dục, kích khởi dâm tâm người bộc phát. Vì vậy, các cô tuyệt đối không nên ăn mặc hở hang. Bạn muốn hở hang để lộ hàng, khoe thân thì chính là đang kêu gợi lòng dâm. Mà kích thích là một người sinh tâm dâm thôi thì tội đã vô biên rồi. Chúng ta hiện tại đều ca ngợi tình ái, yêu đương, nhiều tình lắm dục để làm chi? Bạn muốn nam nhân nhìn bạn phải nổi dục, phát tình ư? Như vậy là muốn khơi gợi dâm tâm của người khác giới. Đấy chính là tội lỗi của bạn. Đối với bản thân bạn rất có hại, vì tội này do bạn tạo ra. Giống như cô gái trong hình quảng cáo kia, cô chẳng có làm gì bậy, nhưng chính tấm hình hở hang của cô đã gợi dục, làm loạn tâm nhiều ông, thúc đẩy dâm tâm họ bùng phát. Hiện nay ta thường thấy những hình ảnh hay các cảnh quay quảng cáo, trong đó người mẫu hở hang tận mặt. Những loại quảng cáo dạng này rất có hại và mang tội nghiêm trọng, vì có ý gợi dục khơi dâm. Cho nên đã là đệ tử Phật, thực tâm muốn tu thì sát đạo dâm vọng chúng ta nhất định phải đoạn trừ. Cũng xin nhắn nhủ phái nữ, hôm qua đến chùa nên ăn dần chúng ta nghe kinh Vô Lượng Thọ. Bạn thấy trước khi Phật giảng kinh thì Ngài dùng tướng mạo để nhiếp thọ chúng sanh trước. Tướng mạo trang nghiêm, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Một người phụ nữ cũng là như vậy. Bạn xem, một phụ nữ có tâm tà dâm nặng, bạn vừa nhìn thì có thể thấy tướng mạo cô ta giống như hồ ly vậy. Tôi từng gặp qua phụ nữ như vậy. Cô tự mình nói, chính là trong buổi luận đàn văn hóa truyền thống. Khi tôi giảng xong thì cô giáo này đã tìm riêng tôi để sám hối. Cũng là khi tôi giảng xong nữ đức thì cô ấy đến để sám hối. Cô nói là cô ấy hơn 40 tuổi, những người đàn ông quan hệ với cô mà cô quen biết thì có khoảng mười mấy người, những người mà không quen biết thì không đếm xuể. Trên phương diện này thì vô cùng phóng túng. Sau đó tôi nói, cô tự nhìn lại dung mạo của mình xem. Mặt mày thì đen thui, môi thì không còn sắc hồng, khuôn mặt thì nhọn nhọn, nhãn thần của đôi mắt không đoan chánh. Tướng do tâm sanh mà, cho nên phụ nữ không nên trang điểm quá lộng lẫy. Từ nhỏ tôi đã không trang điểm. Trước khi chưa học văn hóa truyền thống, còn đánh chút son, xịt một chút nước hoa, mùi rất là dịu nhẹ. Sau khi học tập văn hóa truyền thống thì tôi đã không dùng những thứ này nữa. Còn có một số người cũng từng hỏi tôi, tôi 38 tuổi nhưng một số người cảm thấy không giống. Tôi chưa từng dưỡng sinh, tôi chỉ cần không thiếu nước là được rồi. Bởi vì có thể tôi thuộc chòm sao song ngư, nên chỉ cần không thiếu nước là được rồi. Môn thể thao duy nhất mà tôi ưa thích chính là bơi lội. Hiện nay cơ bản cũng không có thời gian đi bơi nữa rồi. Mấy năm đầu tôi còn tới thẩm mỹ viện, hiện nay căn bản không đi nữa, thỉnh thoảng đi cùng mẹ hoặc là mẹ tôi tự đi. Tướng mạo của con người không phải dựa vào đồ trang sức. Nếu bạn có đức hạnh tốt thì tướng mạo của bạn sẽ trang nghiêm, người ta sẽ muốn nhìn bạn, người khác nhìn bạn họ sẽ sanh tâm hoan hỷ. Hiện nay phụ nữ trang điểm quá cầu kỳ. Tôi từng gặp một phụ nữ, khi nhìn thì cô ấy rất xinh đẹp. Kết quả buổi tối trở về nhà, khi cô ấy tẩy trang xong đã làm tôi giật mình. Cô ấy lớn hơn tôi khoảng mấy tuổi. Trước đây tôi cho rằng cô ấy trẻ, sau đó tôi thấy cô giáo này tại vì sao lại già như vậy. Cô ấy nói chỗ này của tôi không được, tôi nhất định phải bôi một lớp phấn nền, phải đánh phấn, phải đánh một số loại phấn dầu gì đó. Bạn nghĩ xem, buổi tối khi bạn về nhà với dáng vẻ như vậy mà gặp chồng bạn, có phải là làm họ kinh sợ hay không? Ban ngày còn xinh đẹp, đến tối thì lại như vậy, người chồng sẽ nghĩ có phải là đổi thành người khác rồi không? Do vậy mà dáng vẻ như thế nào thì nên như vậy, không cần phải hóa trang. Bạn nên cố gắng giữ gìn cái tâm của mình là tốt rồi. Đặc biệt là không nên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện nay phụ nữ có thể tốn rất nhiều tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Môn học này, nếu mọi người ngồi đây từng nghe qua cô giáo Đinh Gia Lệ chia sẻ, cô ấy chia sẻ hay hơn tôi, kinh nghiệm của cô ấy nhiều hơn tôi. Tôi cũng có một lần kinh nghiệm đi thẩm mỹ. Không phải tôi muốn đi thẩm mỹ, mà tôi cùng một người bạn nữ đi. Cô ấy muốn nâng mũi. Kỳ thực trước đây tôi cũng không hài lòng với cái mũi của tôi lắm. Cô ấy nói, cô cứ xem tôi nâng mũi trước, sau đó cô hãy quyết định là nên nâng hay không. Tôi nói được, tôi đi cùng cô ấy. Nhưng sau khi đi thì cô ấy lại sợ. Cuối cùng cô ấy do dự hơn một giờ đồng hồ. Cô ấy nói, hay là chúng ta cứ cùng nhau làm vậy thì tôi không sợ nữa. Tôi cũng hoàn toàn làm bố thí vô úy. Cô ấy nâng rất nhiều. Tôi nói, tôi chỉ nâng một chút thôi. Đại khái tôi làm chưa to bằng hạt đậu tương, nâng ở đây. Bởi vì tôi cảm thấy chỗ này hơi thấp nên nâng một chút. Phẫu thuật xong cũng không có cảm giác gì. Tôi cũng không dám nói với chồng tôi, bởi vì anh ấy rất phản đối việc tôi động vào bất cứ bộ phận nào trên thân thể, đặc biệt là mũi. Có một lần anh ấy đã vì cái mũi của tôi, an ủi cái mũi của tôi mà đặc biệt tìm một thầy tướng số là một nhân vật cấp đại sư. Vì thầy này nhìn tôi không nói điểm nào, mà chỉ khen ngợi cái mũi của tôi, nói cái mũi của cô như thế nào đó, dù sao cũng đều là tướng vĩ nhân, lại có thể phát tài rồi, lại thế nào đó. Cuối cùng đi ra tôi rất lấy làm lạ, liền hỏi chồng tôi là ông ấy tại vì sao chỉ chọn cái mũi của em để nói vậy.
anh ấy nói anh chú trọng để ông ấy xem cái mũi của em đó, cái mũi đó tuyệt đối không được động vào. Nhưng tôi đã động vào rồi. Sau khi phẫu thuật thì tôi nghĩ tôi chỉ mới động vào có chút xíu như vậy, chồng tôi nhất định không nhìn thấy, nhưng trong tâm cũng thấy xấu hổ. Buổi tối khi trở về nhà, tôi luôn cúi đầu xuống, cũng không dám lên tiếng, cũng không nói chuyện. Sau đó sáng ngày thứ hai, lúc đó tôi vẫn làm ở công ty của anh ấy, khoảng 6-7 năm trước. Tôi ngồi ở ghế phụ trên xe anh ấy, tôi cũng không nói chuyện. Tôi luôn như thế này nhìn ra bên ngoài. Anh ấy thì lái xe, khi sắp tới nơi thì tôi xuống xe, còn anh ấy phải đi xử lý việc khác. Kết quả lúc đó anh ấy nói một câu đã khiến tôi chột dạ. Anh ấy nói em phải nhớ thời gian này biểu hiện tốt một chút, nếu thái độ của em không tốt thì anh sẽ đấm cho cái mũi của em bị lệch đi đấy. Tôi nói sao vậy? Anh ấy nói em mới đi nâng mũi phải không? Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nói dân, em đã cùng ai đó đi nâng mũi, nâng cũng không nhiều. Sau đó anh ấy nói có thể lấy cái đó ra được không? Tôi nói có thể là không lấy ra được nữa rồi, để như vậy thôi. Nếu như ảnh hưởng đến tài vận của anh thì em rất xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ làm nữa. Vì cái mũi này mà tôi rất đau khổ. Quả thực thời gian đó tôi biểu hiện rất tốt. Tôi vô cùng lo lắng anh ấy thật sẽ đánh tôi do cái mũi này. Khi tôi nghe cô Đinh Gia Lệ giảng bài thì tôi luôn cảm thấy mũi không thoải mái. Sau khi cô ấy xuống dưới, tôi nói với cô Đinh là tôi cũng nâng mũi, nhưng tôi không làm nghiêm trọng như cô ấy. Cô đã dùng một miếng nhựa silicon rồi nhét vào trong, còn tôi thì làm bằng hạt đậu tương, còn nhỏ hơn hạt đậu tương một chút, sau đó tiêm vào trong. Như vậy mà tiêm vào bên trong. Nói tóm lại, tốt nhất là không nên phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đó còn trẻ, đặc biệt chưa học văn hóa truyền thống, nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bạn bè vừa lôi kéo thì liền đi theo họ, liền đi làm cùng cô ấy. Ấn Tổ ngày từng khai thị là phụ nữ không nên tích chứa đồ trang sức. Nguyên nhân là gì? Vì nó đặc biệt làm hao tổn phước báo của bạn. Bởi vì chúng ta dùng một số tiền lớn để mua những thứ này, cuối cùng thì không tác dụng gì. Tôi nghĩ nếu tôi sớm thấy được những điều này thì tôi sẽ không mua đồ trang sức. Những đồ trang sức đó của tôi rất nhiều, hiện nay tôi cũng không có cách gì xử lý được. Hôm đó tôi còn nghĩ không biết có hiệu cầm đồ không, nếu có thì có thể mang tới đó. Bởi vì hiện nay học văn hóa truyền thống rồi, nên cũng không đeo mấy thứ len ken lon con đó nữa. Hơn nữa bạn sẽ cảm thấy rất phiền phức. Năm ngoái bởi vì đã học văn hóa truyền thống rồi, tôi cùng chồng tôi tham gia một buổi gặp gỡ. Đó là một buổi gặp gỡ của những người có tiền. Có một bà vợ rất giàu có, cô ngồi bên cạnh tôi. Đó là một buổi gặp mặt gia đình. Sau đó tôi đã nói nhỏ với chồng tôi là từ đầu tới chân cô ấy nếu như bị người ta cướp thì kẻ cướp đó rất vừa ý. Bởi vì một cái khuyên tai bằng kim cương rất lớn, trên tay bên này hai cái nhẫn lớn, bên kia hai cái nhẫn lớn, tay này một cái vòng lớn, tay kia một cái vòng kim cương lớn, sau đó đeo những chiếc vòng ngọc đều rất lớn. Dù sao thì toàn thân đều đeo những thứ len ken đó. Vì trên tay cô đeo quá nhiều. Thông thường tôi cảm thấy đeo một chiếc nhẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng cô ấy đeo một tay hai chiếc, rồi còn đồng hồ, dây chuyền. Sau đó chồng tôi liếc nhìn và nói ừ, cũng hơi nhiều một chút. Những thứ ngọc ngà châu báu, trang điểm lộng lẫy, trong văn hóa truyền thống chúng ta học Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn thì biết, thầy Chung từng giảng qua rồi. Đó gọi là trang điểm diêm vúa. Như vậy thì bạn sẽ rất dễ chuốc lấy tai giả. Bạn nói xem người ta thực sự muốn cướp thì tới cướp một chút đồ của bạn là họ đã vừa ý rồi. Hay được cô ấy khoe khoang như vậy thì rất dễ ra bên ngoài khoe khoang. Còn có, hiện nay phụ nữ đặc biệt là Hồng Kông nên đặc biệt chú ý. Bởi vì trước đây tôi cũng như vậy, vô cùng thích chạy theo hàng hiệu nổi tiếng. Túi xách nhất định phải là hãng LV, mặc y phục nhất định phải là Chanel hay là Prada. Lúc đó những nhãn hiệu mà tôi chạy theo tôi đều đã từng tìm hiểu qua. Tôi cảm thấy vô cùng có ý nghĩa, nhất định phải mặc những đồ hàng hiệu có ý nghĩa. Vì lúc đó rất chấp trước, rất mê hoặc. Quay đầu nghĩ lại kỳ thực không có tác dụng. Vì sao vậy? Những vật ngoài thân thì một thứ cũng không mang đi được, mà chỉ đang làm hao tổn phước báo của bạn mà thôi. Con người hưởng phước tức là họ đang tiêu phước, con người chịu khổ tức là họ đang thoát khổ. Vậy thì không bằng chịu khổ,
Bởi vì tôi đã nếm đủ các thứ khổ rồi, nên đến lúc già, lúc lớn tuổi, lúc tôi 70, 80 tuổi thì tôi không có bệnh tật, không có tai họa, không bệnh mà chết thì tốt biết bao. Rất nhiều phụ nữ vì mặc những thương hiệu nổi tiếng này, hay là nhìn thấy những người giàu có mặc những thứ ngọc ngà châu báu này thì cực kỳ ngưỡng mộ. Họ sẽ làm thế nào? Hoặc là không tiếc dùng thân thể của mình để đi đổi lấy tiền bạc, hoặc là ra sức làm việc để kiếm tiền, hoặc là cố gắng đi tìm những người giàu có. Tức là có mấy con đường như vậy. Tôi từng gặp qua một cô giáo văn hóa truyền thống, chúng ta gọi cô ấy là cô giáo nhé. Cô ấy chính là như vậy. Bởi vì từ nhỏ cuộc sống rất gian khổ, lại cực kỳ ham thích cuộc sống vật chất, nhưng lại không muốn làm những công việc rất cực khổ. Cô đã làm như thế nào? Cô đi làm gái mại dâm, cuối cùng cũng kiếm được một số tiền, nhưng đã làm thân thể mình bị tổn hại rất nghiêm trọng rồi. Các bệnh phụ khoa của cô ấy rất nghiêm trọng. Còn một vấn đề như thế nào vậy? Phước báo của cô ấy có thể giữ được không? Không giữ được. Chúng ta đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì liền rõ ràng. Trong mạng của bạn nhiều tiền tài với chị, bạn đi làm những việc chánh đáng, tiền tài có thì nó sẽ đến. Dù bạn dùng phương pháp không chánh đáng để có được tiền, nhưng vẫn là ở trong mạng bạn vốn có tiền đó. Kết quả sẽ như thế nào? Vốn dĩ là 5 triệu, bạn dùng phương pháp này nên cuối cùng bị hao tổn, biến thành còn 2 triệu. Bạn vẫn cảm thấy rất nhiều tiền. Tôi có thể kiếm được 2 triệu thật sung sướng, nhưng lại không biết nếu bạn đường hoàng đi làm người thì có thể kiếm được hơn 5 triệu. Tôi nói với những nhân viên của chúng tôi, còn có rất nhiều bạn bè ở bên cạnh, là chúng ta học văn hóa truyền thống thì phải nhìn cho thấu chữ tài này. Điều này là quan trọng nhất. Người thế gian chẳng phải có câu nói gọi là gì? Người khắp thiên hạ đều vì lợi mà chạy đôn chạy đáo, tức là họ đều vì tiền bạc mà xảy ra chuyện. Tôi nói một câu bạn sẽ dễ hiểu hơn một chút. Đức là gốc của tài. Bạn có đức thì sẽ có tài. Mọi thứ bạn đều phải buông xuống. Có rất nhiều người không nhìn thấu điểm này, do vậy mà xảy ra rất nhiều vấn đề. Còn một điểm nữa chính là phụ dung. Là gì? Bạn mặc y phục, đặc biệt là phụ nữ, nhất định không được mặc những y phục rất hở hang. Bao gồm rất nhiều đệ tử học Phật mặc y phục đều không chú ý, đặc biệt vào mùa hè. Mặc bộ y phục đó vừa cúi người xuống thì các bộ phận bên trong thân thể có thể bị hở ra. Mặc váy ngắn cũng không kiểm tra kỹ. Vì sao không nên mặc những bộ y phục hở hang, gợi cảm như vậy? Thứ nhất, đối với bản thân không tôn trọng, không trang nghiêm. Thứ hai, dễ dẫn khởi những tà tư, tà niệm của người khác giới. Vì bạn chẳng phải đang tạo nghiệp hay sao? Rất nhiều người nam chính là như vậy. Khi tôi mới giảng về nữ đức, có một phóng viên đến công ty phỏng vấn tôi. Cô ấy nói chị giảng đều là những thứ cổ hủ, không có tác dụng gì. Tôi liền nói cho cô ấy nghe nữ đức là như thế nào. Cô phóng viên này còn rất trẻ, một cô gái trẻ hơn 30 tuổi. Sau đó cô ấy nói, chị Trần à, chị nói thật rất có đạo lý. Đại Liên chúng ta, bởi vì Đại Liên là một thành phố tương đối phóng khoáng, phụ nữ cũng rất là xinh đẹp, dốc dáng cao lớn, rất thích mặc đẹp. Cô ấy nói, chị nói rất có đạo lý. Thời gian trước tôi thấy sở trưởng của một đồn công an, anh ấy nói thật lo buồn. Lại tới mùa hè rồi, vừa tới mùa hè là các vụ án phạm các tội cưỡng dâm đều tăng lên rất nhanh. Tóm lại một câu là gì? Đều trách các cô gái đó ăn mặc quá hở hang. Tôi tin tưởng nếu họ học nữ đức, học phần phụ dung, thì họ sẽ không bị như vậy, cũng sẽ không thích mặc những loại y phục như vậy nữa. Chúng ta kiểm tra xem trong tủ quần áo của chúng ta có những bộ y phục như vậy hay không. Có thì phải nhặt ra hết. Vì sao chúng ta học văn hóa truyền thống đều đề xướng mặc những y phục truyền thống? Vì nó vô cùng trang nghiêm. Tôi và mẹ tôi còn tổng kết là không chỉ phía trên rất đoan trang, mà thông thường phía dưới còn rất dài. Do vậy mà khi bạn cúi xuống làm việc gì đó cũng không bị hở lưng.
Bạn xem chúng ta hiện nay mặc áo rất ngắn, phụ nữ vừa cúi người xuống, không chỉ là lưng bị hở mà là quần lót cũng bị hở ra. Bản thân bạn không nhìn thấy vì bạn không có một đôi mắt ở phía sau, nhưng những người nam ở phía sau thì họ nhìn thấy, họ đều chăm chăm nhìn vào đó. Nhân viên nữ trong công ty tôi khi mới vào làm cũng như vậy. Tôi nói y phục của bạn nhất định phải đến đây, đến cổ. Cô ấy nói mặc như vậy không thoải mái, hơi khó thở. Mặc tới ngực như vậy thì thấy dễ chịu, thoải mái. Tôi nói các bạn thoải mái khi bạn tới quầy hàng, cúi người xuống lấy đồ cho khách, thì khách hàng không nhìn vào đồ mà chỉ nhìn bạn. Sau đó các nhân viên nữ của chúng tôi nói gì phải làm thế nào. Tôi nói gì thì thống nhất may một kiểu đồng phục. Ban đầu đồng phục của chúng tôi là áo sơ mi, đều yêu cầu nút áo phải cài từ đây. Sau này từ năm ngoái học văn hóa truyền thống thì đổi thành y phục văn hóa truyền thống. Y phục văn hóa truyền thống trên căn bản đều cài nút như vậy ở đây. Sau khi chúng tôi đổi thành y phục văn hóa truyền thống thì người tán thán nhất chính là những hội viên nam, những khách hàng là nam giới của công ty chúng tôi. Họ nói những bộ y phục này tại vì sao lại đẹp như vậy. Sau đó tôi nói tại vì sao nam giới họ lại đặc biệt tán thán như vậy. Do vậy chúng ta từ trong tâm mà suy nghĩ, tánh người thật sự là vốn thiện. Bạn là một người phụ nữ, bạn thật sự trở về tự tánh, quay về đức hạnh tự tánh của bạn, thì người nam sẽ tán thán, tôn trọng, kính trọng bạn, đều sẽ yêu kính bạn từ tận đáy lòng. Bạn nói xem có người đàn ông nào họ lấy một cô gái bán hoa về nhà hay không? Giống như lời thầy Trung nói thì không phải là đại trí thì là đại ngu. Đại trí thì chưa thấy xuất hiện, họ thực sự là như vậy. Bạn nói ai có thể lấy một cô gái phong trần ở bên ngoài về nhà làm vợ chứ? Bạn là một người phụ nữ, bạn nói thời gian sống trong phong trần dài hay là thời gian bạn sống chân thật dài? Dẫu sao thì cả đời này thời gian xinh đẹp mỹ miều của bạn cũng không nhiều. 20, 30 tuổi, 10 năm, 20 năm, cuối cùng đến lúc hơn 40 tuổi, kỳ thực bạn rất khó có thể dùng nhan sắc của mình để nuôi sống mình nữa. Lúc đó bạn sẽ rất thê thảm rồi. Năm ngoái khi tôi tham gia buổi luận đàn ở Đường Sơn, có một cô giáo. Cô ấy không phải là mặc quần áo hở hang, nhưng cô lại chuyên bán những loại y phục đó. Do vậy sau này khi cô phản tỉnh lại, cô nói những y phục này xem ra cô không thể tiếp tục bán được nữa, cũng là đang trồng một cái nhân không tốt. Đúng lúc chúng tôi lại quen biết nhau. Cô ấy còn nói với tôi là: "Vậy cô nói xem tôi nên bán cái gì đây?" Tôi nói cô bán y phục truyền thống Trung Hoa đi. Cô xem người nam mặc người nữ mặc đều đẹp như vậy, trang nghiêm như vậy. Đừng nên bán những loại áo hai dây, y phục diêm dúa nữa. Cô nói: "Không học cái này thực sự không biết. Tôi còn cảm thấy việc kinh doanh đó của tôi rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đều là những cô gái bán hoa đến chỗ của tôi mua đồ." Còn một cô giáo nói với tôi là: "Trước đây tôi luôn không hiểu tại vì sao tôi thường nhận được những cuộc điện thoại cho những người nam không đứng đắn gọi cho tôi. Sau đó tôi nghe cô giảng về nữ đức thì tôi mới hiểu rõ đều là do khuôn mặt của tôi gây ra. Cô nhìn tôi hóa trang, dùng mascara, vẽ lông mi rất đậm. Ba tôi còn nói cảm giác như không tìm thấy mắt nữa. Môi thì đánh rất đỏ, mi mắt của tôi phải vẽ thành màu đen. Đây gọi là màu hun khói, đang là kiểu thịnh hành nhất. Khi trở về nhà thường làm ba tôi giật mình. Ba tôi nói: "Tại vì sao cô lại trang điểm giống như quỷ vậy?" Nhưng cô ấy lại cảm thấy rất đẹp, rất xinh. Đây là một cô gái trẻ, 28, 29 tuổi. Cô nói: "Tôi không hiểu tại vì sao tôi luôn nhận được những cuộc điện thoại từ những người nam. Họ nói những lời rất khó nghe. Tôi không phải là người như vậy. Tôi cũng không làm những việc đó." Tôi nói đó là do dáng vẻ của cô gây ra. Họ nhìn vào tướng mạo mà. Nếu cô trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, gọn gàng thì sẽ không dẫn tới những việc như vậy. Do vậy mà dung mạo của phụ nữ rất là quan trọng. Chúng ta học bốn đức hạnh này của phụ nữ, trên thực tế chính là trồng một cái nhân tốt cho cuộc sống của mình. Bạn đem bốn cái nhân tốt này trồng xuống là được rồi. Cũng giống như một cái bàn có bốn chân vững chắc thì mặt bàn sẽ được ổn định, bạn liền tạo phước cho gia đình. Phước báo của bạn từ đây mà sanh ra. Bạn đừng nóng vội. Đáng có tiền thì
sẽ có tiền. Đáng có quyền thế thì sẽ có quyền thế. Đáng có một người chồng tốt thì sẽ có một người chồng tốt. Đáng có con cái tốt thì sẽ có con cái tốt thôi. Mọi người chẳng phải nói không trồng cây ngô đồng làm sao dẫn phượng hoàng vàng tới. Nếu bạn là cây ngô đồng thì chồng bạn sẽ là chim phượng hoàng vàng. Bạn nói xem, nếu bạn không phải người như vậy thì bạn còn hy vọng tìm được một người chồng tốt như vậy hay không? Phật cùng loài sẽ tụ hợp lại với nhau. Nam châm còn có một nguyên lý là cùng chiều thì đẩy nhau. Quy luật của đại tự nhiên nói với chúng ta vô cùng rõ ràng. Bạn nói bạn là một người rất phóng túng, bạn lại hy vọng tìm được một người chồng chung thủy, rất giữ lễ tiết với bạn. Điều này trên mặt đạo lý nó không thông rồi. Cho nên chúng ta trồng tốt bốn cái nhân này thì có thể đạt được những quả báo tốt. Tông Phụ Dung, ngoài vẻ bề ngoài, ăn mặc, trang điểm thì đôi mắt trên khuôn mặt rất là quan trọng. Đặc biệt phải nhớ kỹ đôi mắt của phụ nữ chúng ta, không được nhìn đông, ngó tây. Điều này trong Nữ Tứ Thư nói vô cùng nhiều. Ánh mắt của phụ nữ phải nhìn xuống dưới, không được xem ở đây xảy ra chuyện gì vậy, lại ngó xem cô gái nào đẹp hơn tôi, lại nhìn xem có anh chàng nào đẹp trai hay không. Điều này đều sẽ gây ra những cái nhân thị phi. Bạn nói tôi không nói những lời lẳng lơ, nhưng bạn có ánh mắt lẳng lơ. Bạn nói tôi không trang điểm hay ăn mặc như vậy, nhưng ánh mắt bạn lại như vậy. Người ta chẳng phải nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn hay sao? Tâm là quan trọng nhất. Nó không ở những việc bên ngoài. Nếu chúng ta đọc qua Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, Du Tình Ý Công làm rất nhiều việc tốt, như kính tiết giấy chữ, in kinh phóng sanh, kết văn xương xả, khuyên người giới dâm. Nhưng kết quả quả báo lại kém như vậy. May mà đã cảm được táo thần xuất hiện, khai thị cho ông. Ý niệm ác quá nặng, rất nhiều ý niệm xấu ác của ông cũng xuất hiện từ trong đôi mắt. Táo thần nói ông không gian dâm với vợ người khác, nhưng nhìn thấy cô gái đẹp thì ánh mắt của ông không ngừng dõi theo họ. Cho nên tâm không động thì mắt cũng không động. Mắt động thì tâm bạn cũng động. Do vậy mà người phụ nữ nên giữ ánh mắt không được nhìn đông ngó tây, phải nhìn xuống, phải giữ an định. Bạn xem Tam Thái, đặc biệt là Thái Nhậm, mẹ của Chu Văn Vương. Khi bà mang thai, bà đã giữ vững ba điều. Miệng bà không nói lời kiêu ngạo, tai bà không nghe dâm thanh, mắt bà không nhìn ác sắc. Ác sắc chính là những việc lung tung lộn xộn. Sắc là chỉ những hiện tượng vật chất. Báo chí, tạp chí, truyền hình, mạng internet đều thuộc về sắc. Đây chẳng phải thuộc về sắc pháp hay sao? Bạn không nhìn những thứ đó thì đúng rồi. Bạn nói tôi không xem, cả ngày tôi chỉ dán mắt vào máy tính, tôi lên những trang mạng sắc tình. Điều đó cũng không đúng. Ánh mắt của bạn đã đặt sai chỗ rồi. Mắt bạn đã đặt sai vị trí rồi. Cho vậy đôi mắt rất quan trọng, phải khéo dùng đôi mắt của chúng ta. Dạy dỗ điều đạo đức thì có công đức, còn dạy dỗ có người ta mặt trái thì điều đọa xuống địa ngục vô gián. Anh dạy hư mọi người hết rồi, cái nhân quả này anh phải gánh lấy. Sư phụ à, sức ảnh hưởng của nó lớn, chẳng hạn vệ tinh phát sóng mọi người đều coi được. Đúng vậy đó, bởi thế phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả này. Anh xem, chúng ta thấy có một số người bị hướng đến nhập thể. Có người nói với tôi, người bị nhập này là do quỷ thần tiết lộ tin tức. Con gái thời nay ăn mặc hở hang, tương lai tất cả đều vào địa ngục, bởi vì họ cám dỗ người ta, làm người khác khởi tâm động niệm, khởi lên tà ý tà niệm. Đúng vậy, không sai. Đây là tà tội địa ngục, do họ không biết, nhưng ngày ngày đều làm. Họ cho rằng mình khá đẹp, cho rằng đây là mốt, thưa sư phụ. Ừ, họ ngày ngày đều đang làm. Minh tinh điện ảnh cũng là như vậy đó ạ. Đúng vậy, người nào cũng đang tạo tội địa ngục vô gián, mà đâu hề hay biết gì. Nếu họ biết, họ sẽ không dám tiếp tục nữa đâu. Tiêu chuẩn về y phục chính là phụ nữ bên Hồi giáo ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Đúng vậy, giống như một nữ tu vậy.
tỳ kheo ni xuất gia của nhà Phật, trang phục của họ là trang phục đúng tiêu chuẩn. Con gái Trung Quốc thời cổ đại, cửa lớn không ra mà cửa nhỏ cũng không rời. Đúng, không sai. Những điều này đều mang một ý nghĩa rất sâu. Ý nghĩa rất sâu, không sai. Những điều đó đều nhằm giữ gìn cho người nữ không gây nên tội. Đúng vậy. Thưa sư phụ, chúng con thấy hiện thời rất nhiều thiếu nữ trẻ gặp phải nhiều tai họa, phiền phức. Nào là bị giết chết, nào là nhảy lầu. Cái này có thể còn chưa đến địa ngục chịu tội, lúc sống đã phải gánh quả báo trước rồi. Không sai, đã phải chịu tội trước rồi, sau khi chết đi còn phải xuống địa ngục, coi như hết cách. Cô ấy lúc sống chịu tội, đó là hoa báo. Hoa báo à? Đúng rồi, chết rồi là quả báo. Giống như cái cây vậy, trước tiên ra hoa. Đúng vậy, đầu tiên là ra hoa, sau là kết quả. Quả còn nặng nề hơn hoa sao? Nặng chứ, quả nặng hơn hoa. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó, chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng, đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp.
Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác, thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó, chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng, đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm, ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác, thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó, chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng, đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục.
đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy.